chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Dư luận Việt Nam trao đảo khi một quan chức ngoại giao đào tẩu sang Singapore tiết lộ mật ước Bắc Kinh mà Nguyễn Phú Trọng muốn Việt Nam là một tỉnh tự trị của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, chương trình thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị những tin tức đang gây ra sự quan tâm đặc biệt của dư luận liên quan đến một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao đã đào tẩu sang Singapore xin tị nạn chính trị tại Tòa Đại sứ Mỹ ở nước này. Tại đây, anh ta đã tiết lộ ra một bí mật động trời về việc Nguyễn Phú Trọng đã ký mật ước Bắc Kinh với Tập Cận Bình, trong đó biến Việt Nam thành một tỉnh thành tự trị của Trung Quốc. Nhiều quan chức cấp tiến lên tiếng đòi hỏi Nguyễn Phú Trọng phải công bố mật ước này trước nhân dân ngay lập tức sau thông tin tiết lộ trên. Thật hư sự kiện này ra sao và diễn biến của nó như thế nào, tất cả đều sẽ được giải mã trong bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, chính trường và dư luận Việt Nam như trao đảo, còn nguyễn phú trọng thì như ngồi trên đống lửa khi một quan chức cấp cao trong bộ ngoại giao đào tẩu thành công và xin tị nạn chính trị tại đại sứ quán mỹ ở singapore tại đây ông ta đã tiết lộ ra một bí mật kinh hoàng về việc nguyễn phú trọng đã ký mật ước bắc kinh với tập cận bình nhằm biến việt nam thành một phần lãnh thổ của trung quốc theo lời quan chức trên từ khi có chuyến viếng thăm tới trung quốc của phái đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đến nay. Hai nước đã ký mật ước với nội dung cho rằng Nguyễn Phú Trọng cam kết sắp nhập Việt Nam vào Trung Quốc để Việt Nam trở thành một tỉnh tự trị. Sau thông tin trên, truyền thông nhà nước lên tiếng khẳng định rằng không hề có cái gọi là mật ước Bắc Kinh và cũng có người đưa nhiều lý do để khẳng định rằng mật ước này nếu có cũng không thể có hiệu lực cũng theo lời quan chức ngoại giao Đào Tẩu, bất kỳ kết ước nào, ký kết công khai hay ký trong vòng bí mật giữa đại diện hợp pháp của hai quốc gia thì kết ước này có hiệu lực pháp lý. Được biết trong quá trình ký mật ước phía Việt Nam gồm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các quan chức trong văn phòng Trung ương Đảng, quan chức ngoại giao. Phía Trung Quốc có Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc, tức là mật ước Bắc Kinh đã ký kết dưới sự ký nhận, ký nhận của một đoàn nhân sự lãnh đạo tối cao của hai quốc gia như vậy. Mật ước này có hiệu lực ràng buộc. Một dự kiện mà viên chức đào tẩu cho là nặng ký là sự vắng mặt của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh lúc bấy giờ trong các cuộc hội đàm. Mà lý ra, thẩm quyền đàm phán trên những vấn đề đối ngoại là thuộc về ông Minh Ông Minh cho biết sau vụ tiết lộ này về các kết ước thực hiện trong mật ước Bắc Kinh là một thời kỳ bắt thuộc với rất nguy hiểm đã khởi sự và rằng Việt Nam đã lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Quan chức trên còn cho rằng nhân dân Việt Nam như những con ếch trong nồi nước đặt trên lò lửa. Nước trong nồi đã nóng lắm rồi nhưng không có con ếch nào. Cảm nhận được cả, hiện nay về chính trị, hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc là hai đàn anh em. Hầm một đảng anh em có chung lý tưởng, về kinh tế còn có chỗ nào ở Việt Nam mà không bị tài phiệt Trung Quốc chi phối. Thử nhìn tổng quát trong một gia đình tiêu biểu ở Việt Nam, có món đồ nào trong nhà, từ thức ăn cho tới máy móc mà không xuất phát từ Trung Quốc. Về văn hóa, giáo dục, phim ảnh của Trung Quốc chiếu thường trực trên các đài truyền hình từ Nam ra Bắc. Nhưng Việt Nam thuộc sử tàu hơn lịch sử Việt Nam. Báo chí lâu lại đưa đăng tải những chuyện ngớ ngẩn trong dân chúng như chuyện hai bà Trưng đánh nhặt nào. Các sư thầy trong chùa thì tin tưởng rằng Lý Thường Kiệt là hỗn khi đánh tàu. Bây giờ lại có màn bắt buộc học sinh học tiếng Trung Quốc. Chương trình giáo dục của Trung Quốc cũng được áp dụng ở các trường Việt Nam. Cán bộ lãnh đạo Việt Nam cũng được Trung Quốc đào tạo. Như vậy không phải là bắt thuộc hay sao? Dư luận cho rằng Việt Nam và Trung Quốc có tiền đồ tương quan, có vận mệnh chung đồng thời những gì thể hiện trên thực tế họ cảm nhận rằng mật ước này hiện hữu ông trọng đã công khai biểu lộ đất nước việt nam dân tộc việt nam là một bộ phận của trung quốc có người biện hộ rằng trong đảng cũng có nhiều người sáng suốt lắm không ai để ông trọng lộng hành đâu điều này cho thấy mới đây một bản nội quy của đảng cộng sản việt nam được ban hành theo đó đảng viên phải phục tùng tuyệt đối đường lối của đảng nhiều quan chức và tướng lãnh cấp tiến không thuộc phe Nguyễn Phú Trọng lập tức yêu cầu Nguyễn Phú Trọng bạch hóa sự kiện trên. Một quan chức chính phủ nói với đài BBC, nếu có những văn bản như thế thì tôi nghĩ cũng nên hoàn toàn công khai. Hoàn toàn nên công khai chứ không có gì phải giữ bí mật quá lâu để cho nhân dân, để cho cán bộ, để cho tất cả mọi người có thể hiểu được thực sự. Thực hư sự kiện này và tôi nghĩ đây là điều nên làm cũng vào hôm qua một cựu quan chức khác ở bộ ngoại giao việt nam người không muốn tiết lộ danh tính nói với bbc một số cán bộ ngoại giao cấp cao có thể đã tiếp cận được văn bản và các tài liệu nhưng việc được phép phổ biến công bố tới đâu có những nguyên tắc hạn chế ông này nói thêm rằng hậu quả của mật ước trên nếu có sẽ tác động tới tâm lý của lãnh đạo cán bộ và đường lối của việt nam hiện nay trong quan hệ liên quan trung quốc theo ý kiến này việc ông phạm bình minh một nhân vật cấp tiến khi đó là bộ trưởng ngoại giao bị trung quốc gây áp lực với việt nam và đặt điều kiện phải loại bỏ để bình thường hóa quan hệ đã gây ra một nỗi sợ với giới chức không chỉ trong ngạch ngoại giao của việt nam suốt từ đó đến nay trong các quan hệ công việc của nhà nước liên quan trung quốc hội chứng phạm bình minh là việc trung quốc đã khống chế toàn bộ lãnh đạo việt nam để dần dần thực hiện những chính sách của trung quốc đối với việt nam trong đó khống chế về mặt đối ngoại khống chế về mặt tổ chức nhân sự cũng như cơ cấu nhà nước của việt nam làm sao có lợi nhất đối với trung quốc theo cựu quan chức ngoại giao nay đang tị nạn chính trị ở thụy sĩ việc này tạo thành một hội chứng đáng kể mà theo ông bất cứ nhân vật nào lên đều không dám đụng tới trung quốc và không dám nói nhiều không dám đứng ra như ông minh đã từng đứng ra công khai chống lại việc bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc đặt dưới các điều kiện bất lợi cho Việt Nam thì sẽ bị xử lý. Nhiều nhân vật sau này khi đụng chạm đến vấn đề Trung Quốc, khi đụng chạm giải quyết vấn đề biên giới cũng như vấn đề biên giới, cũng như vấn đề về tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như thế đều có những dấu hiệu của hội chứng Phạm Bình Minh, tức rất sợ những ý kiến cả cá nhân của mình về vấn đề quan hệ với Trung Quốc rất sợ Trung Quốc sẽ xử lý qua việc thống chế lãnh đạo cao nhất của Việt Nam và làm ảnh hưởng đến chức vụ của mình với những quyền lợi và lợi ích của mình trong cơ cấu nhà nước. Ông này bình luận thêm: cách gây sức ép của Trung Quốc trên tất cả các mặt, kể cả về mặt nhân sự, nếu như Trung Quốc có thủ đoạn như vậy, tôi nghĩ là hoàn toàn có thể có. Nhưng vấn đề đặt ra là ví dụ nhân sự như ông Phạm Bình Minh mà Trung Quốc không thích, bởi vì sao? Ông Minh có thể có quan niệm đối ngoại khác. Nó rộng mở hơn. Nó thoáng hơn. Mà người Trung Quốc không muốn Việt Nam có một nhân vật như vậy ở trong giới lãnh đạo cao cấp. Có thể họ gây sức ép đòi hỏi không nên như vậy, không nên thế nọ, không nên thế kia. Cái điều đó người Trung Quốc có thể làm lắm. Tôi cũng tin là người Trung Quốc có thể làm các điều này. Tức là về mặt nào đấy có thể nói là họ muốn tăng thiệp và vấn đề nhân sự của riêng Việt Nam. Hôm qua, một quan chức vụ trưởng khác thuộc Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nói đang có yêu cầu công khai ra Quốc hội Việt Nam về mật ước Bắc Kinh ngay cả trước khi có một tài liệu được cho là của Ban Tuyên huấn Trung ương của Đảng về hội nghị được loan truyền trên mạng Internet. Văn bản của Ban Tuyên giáo thì nó có thật đấy. Họ đưa ra để giải thích vấn đề này. Nhưng chúng tôi hoài nghi sự giải thích đấy ở chỗ không biết là có đến nơi đến trốn hay không. Và chúng tôi đang muốn là quốc hội phải thành lập một ủy ban nghiên cứu và bạch hóa vấn đề này, ông Nguyễn Khắc Mai nói với BBC từ Hà Nội. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. UAV cảm tử Nga tập kích đánh nổ tổ hợp rồng lửa S-300 của Ukraine. Quân đội Nga đã tiến hành một vụ tập kích UAV cảm tử qua đó phá hủy một tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của Ukraine. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội hôm 28 tháng 4 cho thấy ít nhất một tổ hợp phòng không S-300 của quân đội Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn sau màn tập kích của máy bay không người lái UAV cảm tử Lancet của Nga. Theo đó, khi đang dừng chân tại vị trí tập kết ở khu vực Kherson, hai tổ hợp phòng không S-300 của Ukraine đã bị quân đội Nga phát hiện. Ngay sau đó, tọa độ của hai tổ hợp này đã được gửi về sở chỉ huy của Nga trong khu vực. Một UAV cảm tử Lancet đã được huy động tập kích mục tiêu. Vụ tấn công đã khiến một tổ hợp S-300 bị phá hủy. Tổ hợp còn lại cũng bị hư hỏng nghiêm trọng do ảnh hưởng từ sức công phá của vụ nổ đầu tiên. Theo một số nguồn tin, hai tổ hợp S-300 này được điều động đến Kherson để chống lại máy bay chiến đấu Nga sau khi Moscow liên tục tiến hành các phi vụ ném bom xuống những mục tiêu của Kiev ở Kherson trong thời gian qua. Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Tổ hợp tên lửa rồng lửa S-300 là một trong những vũ khí phòng không uy lực mà và phổ biến trong quân đội các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, trong đó có Nga và Ukraine, được phát triển dưới thời Liên Xô và triển khai lần đầu vào năm 1979. S-300 được thiết kế với nhiệm vụ phòng thủ không phận cho các cơ sở công nghiệp và hành chính lớn, các căn cứ quân sự và kiểm soát không phận chống lại máy bay tấn công của đối phương. Các hệ thống S-300 của Ukraine cũng có nhiều phiên bản cải tiến được trang bị các loại tên lửa và radar dẫn đường hiện đại hơn, tăng cường khả năng đối phó với các biện pháp tác chiến điện tử cũng như các thiết bị bay tầm thấp của đối phương. Về lanset, UAV này được thiết kế dưới dạng một máy bay không người lái cảm tử với khả năng treo mình trên không trong nhiều giờ liền và tấn công mục tiêu ngay sau khi nhận được chỉ thị. Có tốc độ ấn tượng vào khoảng 110 km/h, khả năng mang theo đầu đạn nặng tới 3 kg, cùng việc được tích hợp hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh. Kể từ khi được triển khai đến Ukraina, Lancet đã tiêu diệt nhiều mục tiêu quân sự của đối phương, trong đó có các hệ thống vũ khí hiện đại do phương Tây viện trợ cho Kiev. Ngoài ra, vật liệu và lớp sơn của UAV Lancet còn giúp loại vũ khí hiện đại này miễn nhiễm với các loại vũ khí đánh chặn bằng tia laser. Quân đội Nga cũng khẳng định UAV Lancet có thể được hoán cải để trở thành những hệ thống miền trên không nhằm vào các máy bay không người lái của quân đội Ukraine. Gần đây, vào hôm 18 tháng 4, quân đội Nga cũng sử dụng một UAV cảm tử Lancet để đánh chìm một tàu đổ bộ thuộc đề án 376 Yagot Lavet của Ukraine trên sông Dnipro. Trong một diễn biến tiếp theo, đoàn mô tô ủng hộ điện Kremlin diễu hành đến Donbass. Hàng trăm thành viên của câu lạc bộ mô tô sói đêm ủng hộ điện Kremlin đã xuống đường ở thủ đô Moscow để bắt đầu cuộc diễu hành yêu nước đến Donbass và cuối cùng là nước Đức. Đoàn xe do người sáng lập và lãnh đạo câu lạc bộ Alexander Yadastano được biết đến với biệt danh là bác sĩ phẫu thuật, dẫn đầu với mục tiêu đến vùng Đông Bắc và hoàn thành cuộc tuần hành tại thủ đô Berlin của Đức trước ngày 9 tháng 5, ngày chiến thắng. Một số người tham gia hành trình hôm 29 tháng 4 đã vẫy cờ Nga và Liên Xô, một số gắn chữ Z vào xe đạp của họ, biểu tượng cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Nga. Trước khi bắt đầu cuộc diễu hành ông Yadastano nói rằng bất chấp tất cả những khó khăn mà Nga đang phải đối mặt, khát vọng chiến thắng của chúng tôi là vĩnh cửu. Ông nói thêm rằng mọi thứ phải được tiến hành theo kế hoạch để mang chiến thắng của quân đội Nga ở Ukraine đến gần hơn nữa. Được mệnh danh là những con đường chiến thắng, cuộc diễu hành đã áp dụng khẩu hiệu truyền thống trong cuộc tấn công của Nga ở Ukraine. Chúng tôi không làm chính mình thất vọng. Theo các nhà tổ chức, đoàn xe có kế hoạch đến thành phố Volgograd trước ngày 1 tháng 5. Tên gọi trước đó của thành phố này là Stalingrad, nơi diễn ra trận chiến kéo dài giữa quân đội Liên Xô và Đức Quốc xã, đánh dấu một bước ngoặt trong thế chiến thứ hai dẫn tới chiến thắng cho Liên Xô và phe đồng minh. Những người tham gia sẽ tiếp tục hành trình đến vùng Donbass ở miền đông Ukraine, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt. Tại đây, họ sẽ phân phát hàng viện trợ nhân đạo cho dân thường và binh lính Nga. Đông Bắc gồm hai tỉnh là Donetsk và Lugan. Nga đã tuyên bố sắp nhập hai tỉnh này vào cuối năm 2022. Trong khi đó, Ukraine phản đối và khẳng định sẽ giành lại vùng lãnh thổ này. Người Đông Bắc và chúng tôi đều giống nhau, Astiom 34 tuổi chia sẻ. Vào ngày 29 tháng 4, sau chuyến thăm tham quan thủ đô, những người đi xe đạp diễu hành đã tham dự một buổi hòa nhạc của các ban nhạc rock yêu nước. Ông Yadastano, người tự nhận mình là bạn của Tổng thống Nga và Dmitry Putin, hiện đang bị phương Tây trừng phạt vì ủng hộ việc Nga sắp nhập Crimea vào năm 2014 và chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Vào tháng 5 năm 2015, ông Yadastano từng bị cấm nhập cảnh Ba Lan khi tổ chức một sự kiện cuộc mít tinh mừng chiến thắng bằng mô tô trên khắp châu Âu, lệnh cấm đã gây ra làn sóng ngoại giao của Nga. Chưa rõ liệu có lật bộ sói đêm có thể hoàn thành kế hoạch hay không? Trong một diễn biến tiếp theo, Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt tên lửa hành trình cho máy bay không người lái. Nhà thầu công nghiệp quốc phòng BASCA của Thổ Nhĩ Kỳ đã trình làng một tên lửa hành trình hạng nhẹ mới có khả năng tích hợp lên máy bay không người lái. Trang Defense Blog đưa tin, nhà thầu công nghiệp quốc phòng BASCA của Thổ Nhĩ Kỳ đã ra mắt một loại tên lửa hành trình hạng nhẹ mới chuyên dùng cho máy bay không người lái. UAV, loại tên lửa với tên gọi. Cây này được trình làng trong triển lãm vũ khí Technofest đang diễn ra tại sân bay Atatürk ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Baika, tên lửa Kasmanket có tầm bắn lên tới hơn 200 km cùng khả năng di chuyển với vận tốc khoảng 864 km h bằng 0,7 lần vận tốc âm thanh. Bên cạnh đó, loại vũ khí này được trang bị đầu đạn nặng 30 kg, cho phép nó tấn công nhiều loại mục tiêu của đối phương. Từ động cơ tên lửa cho đến hệ thống camera, từ phần mềm trí tuệ nhân tạo cho đến thiết kế, tất cả đều được sản xuất trong nước. Ông Halas Baskaya, người đứng đầu Baska Tuyên Bố, ông Baskata đồng thời tiết lộ tên lửa Kasmenken sẽ được trang bị cho ba dòng máy bay không người lái hiện đại của hãng, bao gồm TB2, TB3 và Akinci. Việc trang bị tên lửa hành trình cho UAV chiến đấu được xem là một bước tiến lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cùng với những màn thể hiện vượt trội tại Ukraine. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng doanh số của nhà sản xuất Baska sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Trước đó, Bộ Quốc phòng Romania đã trao một hợp đồng mua sắm máy bay không người lái Bagasta TB2 trị giá 321 triệu USD cho Baska. Số UAV này sẽ sớm được sản xuất và chuyển giao cho không quân Romania tại căn cứ không quân số 93 ở Timisoara. UAV tàng hình của Thổ Nhĩ Kỳ lộ diện Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố hình ảnh về mẫu UAV tàng hình mới của nước này với tên gọi Anka-3. Trang Defense Blog đưa tin Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ TAE đã hé lộ hình ảnh đầu tiên về máy bay không người lái UAV tàng hình của nước này. Với tên gọi Anka-3, máy bay không người lái trên được TAE thiết kế với kích thước như một tiêm kích hạng nhẹ. UAV này có nhiều đặc điểm nổi bật như khả năng bay ở tốc độ cao, chuyên chở theo nhiều vũ khí và gần như tàng hình trước các hệ thống radar phòng không của đối phương. Bên cạnh đó, Anka-3 có thể bay ở độ cao 12 km cũng như hoạt động trong 10 giờ liên tục, cho phép nó hoạt động hiệu quả trong nhiệm vụ giám sát và chỉ thị mục tiêu